49 cơ. Bài 49 tương với phần tiếp theo của bài 14 quyển 1. Đầu tiên hãy hỏi là mới hay là cũ nhỉ? Dùng cụm sử tợ để nhấn mạnh. Sử xin tờ hay sử chiều tờ? Sử xin tờ hay sử chiều tờ? Là mới đấy. Sử xin tờ. Xin tờ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại lượng từ của xe. Lẻng. Lẻng. Một chiếc xe. Ý lẻng chưa? Ý lẻng chưa? Hai chiếc xe. Lẻng lẻng chưa? Lẻng lẻng chưa?